người Cuba ở Miami lên tiếng sau một năm cuộc biểu tình bị đàn áp. Thưa quý vị, một năm kể từ khi cuộc biểu tình lớn nhất mà Cuba từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ, hôm thứ Hai ngày 11 tháng 7, người dân Cuba sống ở Miami đã tụ tập một lần nữa để thể hiện sự ủng hộ đối với những người đã đứng lên chống lại chính phủ của họ. Những người biểu tình đã tập hợp xung quanh một tượng đài của Lữ đoàn 2506, nơi tôn vinh một chiến dịch do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm lật đổ Fidel Castro vào năm 1960 để nói lên mối quan tâm của họ và đưa ra trường hợp đòi tự do cho hòn đảo ở Caribe. Vào ngày 11 tháng 7 năm ngoái, người dân Cuba đã đổ ra đường phố trên đảo để yêu cầu cải cách xã hội và kinh tế trong một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi cố nhà lãnh đạo Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959. Các cuộc biểu tình đã vấp phải một cuộc đàn áp, kéo theo là vụ bắt và án tù đã xảy ra. Nhà chức trách Cuba đã xử phạt tổng cộng 381 người, trong đó có 16 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 18 tham gia biểu tình vào mùa hè năm ngoái. Trong một tuyên bố, bộ cho biết các hạn chế sẽ được áp dụng đối với các thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Cuba, các quan chức làm việc trong lĩnh vực truyền thông và truyền thông nhà nước của nước này.